Lời đầu tiên em ơn xin chào tất cả các quý anh chị nha. Chào mừng tất cả các quý anh chị đã quay trở lại với kênh chia sẻ video về bất động sản của em An nha. Thì hiện tại em An đang có mặt tại thôn Phước Tân, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Thì cái đường vô chỗ này là mình sẽ đi từ đường Trần Sâm, ngay chỗ trạm y tế xã, mình đi vô đây khoảng là 700m là mình sẽ tới cái lô đất này nha quý anh chị. Thì cái lô đất này là cực kỳ hiếm luôn, em săn được mãi mới được một lô nhỏ như vậy. Thì lô này có diện tích là 76,5m², thổ cư full 100% luôn. Đó, cái xung quanh này người ta xây nhà nè nhà quý anh chị. Chỗ này mình được xây dựng tự do nha. Chỗ này có một căn nhà người ta mới xây nè. Xung quanh có một cái nhà mới xây luôn. Đó, chỗ kia tới mấy căn luôn. Đó, thì cái đường này mình đi ra kia, mình quẹo qua tay phải, rồi mình đi tiếp ra cái đường kia là mình sẽ đi ra tới đường Cần Sâm, rồi mình quẹo về hướng tay trái là mình mà hướng hướng tay trái là mình ra tới trạm y tế xã nha quý anh chị, ra tới đường tỉnh lộ 3 đó. Đó, thì cái lô này là hướng nam nha quý anh chị, chính nam luôn, cực kỳ mát mẻ luôn. Lô này chính nam ngang 5m, nó cách cái nhà này là một lô nè. Từ cái nhà đó mép nhà đó đi qua đây 5m đó là sẽ tới cái lô của mình nha. Cái lô của mình sẽ là ngang 5m. Đó thì là diện tích 76,5m². Đó thì hiện tại quý anh chị biết rồi đó, ở khu Phước Đồng thì đất đang rất là sốt. Cho nên là chỉ cần ra hàng cái là khách mua ngay lập tức luôn. Đó cho nên là quý anh chị mình nhanh tay sở hữu cho được cái lô này nha. Quý anh chị mình đang tìm kiếm đất để ở tại khu vực Phước Đồng nè, tài chính dưới 1 tỷ. Thì quý anh chị có thể mua chỗ này nha. Đường này đường ô tô vô thoải mái nha quý anh chị. Đường này rộng khoảng 4m nè. Ô tô quay đầu thoải mái luôn. Chỗ này ô tô quay đầu thoải mái nha. Phước Đồng đất bây giờ hiếm lắm, cho nên kiếm kiếm một lô nhỏ như này mà vuông vắn đẹp đẽ, đường rộng, ô tô quay đầu thì rất là hiếm. Chỗ kia cũng sẽ có một cái biệt thự vườn nữa quý anh chị, rất là đẹp luôn. Đó, em quay cho quý anh chị mình xem. Xung quanh này người ta đang chuẩn bị xây nhà nhiều nè, đất ta đổ nè quý anh chị thấy không? Đất đổ, đất đá người ta xây rồi đổ chuẩn bị xây nhà đó. Đó mình thì có thể xây một cái nhà giống như vậy nè, thiết kế cũng nó cũng là cũng rất là đẹp. Ở bên kia sẽ có rất là nhiều nhà luôn. Đó, quý anh chị thấy không, hàng xóm của mình rất là đông nha, chứ không hề là vắng đâu. Đó, bây giờ em sẽ chạy xe từ đây ra tới ủy ban, chạy từ đây ra ủy ban luôn, cho quý anh chị mình xem cái đoạn đường từ đây ra đó xa bao nhiêu nha. Đây là từ vị trí lô đất, bây giờ em sẽ chạy ra tới trạm y tế xã và ủy ban nhân dân xã cho quý anh chị mình xem nha. Từ đây ra đó gần lắm, không có xe máy. Đó, đầu tiên mình sẽ đi qua theo con đường bê tông này nha. Đó, đường đi rất là dễ nha quý anh chị. Đó, đường bê tông nè. Đó, cái đường ngoài đây thì rộng khoảng 6m nè, khoảng 5m, 5m rưỡi. Đó, thì bây giờ mình sẽ qua chỗ này, người ta làm biệt thự vườn đẹp nè quý anh chị. Đó, khu này khu biệt thự vườn nhiều quá. Bây giờ mình đi xe theo hướng tay phải nè. Mình sẽ đi ra đường đường này, chạy thẳng đường này thôi, thì mình sẽ ra gặp cái đường ngoài kia. Đường này cũng sắp tới sẽ được quy hoạch mở rộng nè, khoảng 16m nha quý chị. Đường đây là đường em cũng quên mất cái tên đường rồi, để em đi xem trên nhà người ta có treo cái tên đường không, em đọc cho. Khu này ta xây nhà nhiều lắm quý chị ạ. Đây gần là đây là gọi là khu trung tâm của xã Phước Đồng luôn nha quý chị, nên là gọi là dân cư sầm uất bậc nhất cái xã Phước Đồng này. Mình sắp giao với đường Cần Sâm rồi mấy anh chị. Đó, giao về đường Trần Sâm đó, phía trước quý anh chị đang nghe nhà ba nha. Đó, mình rẽ theo hướng tay phải. À lộn, mình rẽ theo hướng tay trái chứ. Mình rẽ theo hướng tay trái là đường Trần Sâm. À, còn cái đường này là đường Hoàng Minh Thảo nha quý anh chị. Đó, đoạn đường này là đường Hoàng Minh Thảo. Bây giờ là mình rẽ qua đường Trần Sâm nè. Đó, đường Trần Sâm. Mình đi thêm khoảng 350m nữa là mình sẽ ra tới đường tỉnh lộ 3 nha quý anh chị. Thì con đường Trần Sâm này sẽ đưa sắp được quy hoạch mở rộng 22m. Giá cái đường này cũng giá cao lắm quý chị, nó cũng từ bán gần 20 triệu một mét luôn. Cho nên là quý chị mình mà nếu mà có vốn dưới 1 tỷ cũng khó mà mua được cái mặt đường này lắm. Tức là mình ở
ở và chúng còn ở đường chính không? Đường chính ồn ào, xe chạy nhiều. Mình nếu mà quý chị mình là những gia đình trẻ nè, hoặc là gia đình hoặc là quý chị mình có tuổi rồi đó, lớn rồi đó, muốn về nơi ven thành phố để an cư nghỉ dưỡng thì cũng mình nên mua trong cái khu vực yên tĩnh thì là sẽ ok hơn, không khí nó cũng sẽ trong lành hơn, không thoáng đãng hơn đó, thì mình dễ nghỉ dưỡng hơn. Ngoài đây trên kia nè, mình đi theo đó ra tới đỉnh Cầu Ba nè quý chị. Mà nếu mình đi theo hướng tay trái thì mình đi thêm khoảng 300m thì mình sẽ có cái trường nha quý chị, trường trung học cơ sở Lam Sơn. Chỗ này là trạm y tế xã nè quý chị, đó trạm y tế xã Phước Đồng. Đó, xung quanh này thì có rất nhiều quán nhậu hải sản nè, quán nhậu hải sản, quán cà phê. Chỗ này sẽ có cái chợ nhỏ nhỏ nè quý chị, buổi chiều á nó có đầy đủ á. Này bán giày dép. Bên này thì cà phê. Đó, cà phê, quán nhậu, quán ăn rất là nhiều luôn quý chị. Nói chung là ở gần đây là mình đi có một xíu rồi ra tới chợ rồi, đi 1-2 phút rồi ra tới chợ rồi. Đó, chỗ này đó, trường mầm non quý chị. Đó, chỗ này gần trường mầm non nha. Chỗ này thì có trạm y tế, vậy này ủy ban nhân dân xã quý chị, ủy ban nhân dân xã Phước Đồng à. Đó là ủy ban nhân dân xã Phước Đồng nha, ở dưới kia là chợ Phước Đồng. Đó, dưới kia là chợ Phước Đồng nha quý chị. Để em quay, để em quay cho. Đó, để em quay đường nè. Đó, dưới đây là chợ. Chợ là buổi chiều nó cũng bán nè, chợ là chợ trung tâm luôn. Đó, mình chạy thẳng đường này ra Nguyễn Tất Thành. Này nè, xung quanh đây thấy quý chị thấy chợ không? Người ta bán đồ ăn nhiều. Ở đây mình ra cái xíu tới chợ mất rồi. Cho nên là quý anh chị mình ở đây thôi chứ không còn gì để mà chê nữa nha quý anh chị. Rồi ok, em kết thúc video tại đây nha quý anh chị. Em cảm ơn quý anh chị đã xem video của em nha. Và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo của em ạ. Và nếu thấy like, thấy hay thì quý anh chị có thể like video này. Hoặc là mình chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh ủng hộ em. Em cảm ơn quý anh chị ạ. Và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị mình vào những video tiếp theo của em nha.